Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik là lách, nhưng mà lách 4 mặt. Lách 4 mặt là nó chỉ có 4 mặt có mũi tên thôi, còn 2 mặt còn lại là không có mũi tên. Của cái mặt màu xanh, 2 mặt màu xanh nó không có mũi tên. Cái này là mình đã ramble lên rồi. Thì nó luôn luôn sẽ có 3 trạng thái. Một là trạng thái có mũi tên mà mình sẽ quay đẹp một được một chiều thôi. Những cái mũi tên này sẽ quay được một chiều thôi, quay ngược lại không được. Còn mũi tên này cũng vậy, 2 mũi tên này nó cùng chiều, chỉ quay được chiều này thôi, quay ngược lại không được. Còn có như trạng thái là nó không có mũi tên nào thì nó quay được hai chiều, chiều này cũng được, chiều này cũng được. Còn cái trạng thái mà hai mũi tên nó đối đầu vào nhau thì nó không quay được, nó bị khóa hết. Cái trạng thái của cái này thì nó sẽ mình quay cái này lên coi. Đây, trạng thái của cái này đó. Thì bây giờ mình sẽ giải con này theo cái cách của những cái công thức của 3x3 bình thường, giải cạnh rồi giải các cạnh luôn rồi giải góc. Rồi mình mỗi bước đi thì mình tính toán sao để cho mình tìm được cái bước đi, chỉ dùng công thức của 3x3 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giải cái mặt trắng trước. Cái tâm trắng đây. Mình đưa những cái viên của mặt trắng lên ha. Ví dụ như những cái đường mà mình dặn được chiều này, mình muốn dặn chiều ngược lại thì mình phải đi tới 3 lần. Giả sử mình muốn dặn một cái gì, mình dặn cái U ha, thì mình không dặn cái U được, mình dặn U phải 3 lần, 1, 2, 3 thì nó bằng một cái U. Đó. Rồi giờ mình đưa những cái cạnh của màu trắng lên trước ha. Đây, có mà mình ưu tiên cái cạnh màu trắng có mũi tên. Này đưa không được. Thì nó bị kẹt cái nào? Nó bị kẹt. Kẹt cái này. Bị kẹt cái này. Rồi thì mình kiếm mũi tên khác đây, màu trắng này, quay màu trắng này lên ha. Đây. Trắng này là trắng đỏ, mình đem nó qua đúng cái tâm đỏ luôn, tâm đỏ. Tâm đỏ đây. Rồi, vậy mình được một cạnh. Đối diện với cái đỏ là một cái mũi tên ở đây nữa, thì mỗi mặt nó có hai mũi tên. Thì mình đưa một cái mũi tên trắng này lên đây, đây. Nó bị lật rồi. Giờ mình sẽ quay nó lại. Quay nó lại thì nó bị kẹt cái mũi này, thì mình phải đẩy cái này đi. Đẩy này đi rồi. Rồi, quay xuống. Rồi đưa lên thì cái này nằm đây ha. Mình đem cái này qua đây để đó. Đem qua đây. Này cùng mũi tên hết, đem qua. Đây, khác à. Không được thì mình đem xuống cái nữa. Đem qua đây coi, mình đem hướng bên này. Hướng bên này cũng không được, hai cái mũi tên thì kẹt không quay cái mặt này được. Vậy thì mình phải đẩy cái này đi. Đây, đẩy nó đi. Rồi. Trả lại. Đẩy đi thì bị cái này. Rồi. Thì mình đưa cái vàng này đối diện cái đỏ, đem qua. Rồi, đưa lên. Rồi, ta được hai viên. Đó, mình kiếm đường vậy đó, kiếm vòng vòng kiếm. Rồi, đưa nó lại vị trí, nó hay rớt cái nắp ra các bạn. Tại vì cái nắp là cái lách của nó, là cái chốt của nó, cho nên là nó hay rớt cái nắp ra lắm. Đó, được cái đỏ, được cái vàng. Giờ ta đem tiếp cái xanh này lên, xanh này ta lên đây. Thì đem qua. Rồi. Ủa. Nó nằm đâu? Xanh này, trắng xanh này nó nằm vào đây. Nó nằm vào đây thì đem này qua hướng. Rồi, đưa lên. Rồi, trả lại. Đó, được trắng xanh. Rồi bây giờ tới trắng xanh này. Đây nó nằm đây. Đưa lên nè. Đẩy qua. Trả lại. Vậy là chúng ta đã được bốn cái cạnh của màu trắng. Bây giờ chúng ta coi cái góc, mình đem góc vô được không? Đem góc vô được thì đem, còn đem không góc vô được thì mình làm tiếp cạnh ở tầng 2. Rồi đem có góc trắng này đem vô được không? Trắng này là đỏ xanh nó nằm đây rồi. Giờ mình muốn lật nó lên. Và đem nó ra, lấy nó ra. Kẹt, không được.
trắng vàng xanh nằm đây. Bây giờ mình đưa nó vô, phải lật nó trước, đem xuống, đem nó vô đây này, đem vô đây để lật, đem không được thì quay ngược này, 1 2, bỏ lên không được thì quay ngược lại, 1 2 3. Đó, đây nó lật rồi nè, nó lật. Giờ mình đem nó ra lại rồi đem vô, đem ra không được tại cái đường này nó hai mũi tên thì dẫn này không được, vậy thôi bỏ. Bỏ mình coi góc này, góc này thì nó vào đây, mình đem xuống coi đem xuống được không, đem xuống chiều này rồi lấy nó ra trả lên lại, lấy nó ra thì nó hư màu trắng, lấy nó ra thì nó hư cái màu trắng. Gì cũng không được đó, không được thì thôi mình trả lại như cũ, mình trả màu trắng lại, trả càng trắng lại rồi. Vậy góc đem vô hơi khá khó khăn, vậy thì mình bỏ qua, bỏ qua mình làm cái cạnh này. Làm cái cạnh này thì có hai mặt, có mũi tên là mặt vàng với lại mặt đỏ đây, đỏ đỏ xanh này nằm đây rồi, đỏ xanh nằm trên này rồi. Giờ mình đưa vàng lên đây, vàng vàng xanh lá nằm đây, giờ mình đưa cái này lên đây đúng không, đưa lên mình muốn cái kia không thay đổi thì mình dùng tới tới luôn luôn xuống xuống lên lên á, xuống xuống lên lên không được qua ba lần, 1 2 3 đó được rồi này. Cái vàng này lên đây luôn, xuống xuống không được thì mình 1 2 3 xuống không được, 1 2 3 giờ lên 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 đó được cái vàng này. Rồi cái đỏ, cái đỏ này vô đây mình đưa nó qua ở đây đây đó. Đây 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 xuống xuống lên không được, 1 2 3 lên đó. Rồi một cái đỏ đây, đây nó nằm đây, quay nó qua cái này, bỏ xuống đây, xuống xuống không được thì là xuống cái này, 1 2 3 xuống lên lên đó. Thì chúng ta giải xong cái cạnh, giải xong cạnh là bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta làm bốn cái góc của màu trắng này. Để đưa cái bốn góc màu trắng này á để xuống á, mình phải xuống xuống lên lên 3 lần thì cái góc này nó xuống, với điều kiện á nó đúng mặt luôn á thì cái mặt trắng mới quay lên trên này, thì mặt trắng nó sẽ lật xuống này, nằm xuống này là vừa rồi. Bây giờ trên này chúng ta có bao nhiêu cái góc trắng, đây có một góc trắng đỏ này, trắng đỏ xanh, trắng đỏ xanh này thì nó nằm ở đâu, nằm ở vị trí này rồi. Giờ mình xuống xuống lên lên cho nó về ha, xuống xuống lên lên 3 lần, xuống xuống không được thì mình quay lên 3 lần, 1 2 3 xuống xuống lên lên không được, 1 2 3 rồi một lần xuống không được, 1 2 3 xuống lên lên lần nữa, xuống xuống lên là đó ta được màu trắng này rồi. Tiếp trắng đỏ, đỏ này nó nằm đây nhưng nó bị lật rồi, nó bị lật thì bây giờ mình lật nó lại, mình đem qua đem lật, đem qua không được thì đem ngược lại, giờ mình lật lên, lật lên thì bên này mình lật luôn cái này lên, giờ mình lật ba cái lên, lật lên gì hết, ri đi đi không được, một không được luôn thì quay lại, 1 2 3. Bây giờ mình coi mình muốn ri nè, là mình muốn đi nè, mà đi không được thì nó bị mắc cái cạnh này, cái mắc cạnh này nó bị đối đầu với lại cái mũi tên này không được, cho nên mình buộc lòng phải đẩy cái này đi, phải đi chỗ khác quay lại đó. Thì mình đi qua bên này, mình xoay ri đi đi được nè, r r không được thì phải, 1 2 3 r d d không được,
1, 2, 3, cái nữa. Ri, đi, rờ, 1, 2, 3, đê, 1, 2, 3. Đó, mình làm không được thì mình làm ngược lại. Rồi, nó đã lật con này lên. Vậy mình kiếm cái góc khác mình lật tiếp. Để cho nó quay trở về, lật 3 lần nó sẽ quay trở về, lật cái này. Ri, đi, rờ, không được. 1, 2, 3, đê, không được. 1, 2, 3. Ri, đi, rờ, đê, 2, 3. Rồi, lật được này. Lật thêm cái nữa, lấy cái này lật tiếp. Ri, đi, rờ, 1, 2, 3, đê, 1, 2, 3. Ri, đi, R, 1, 2, 3, D, 1, 2, 3. À, bị rớt nắp hết. À, nó lật lên này. Để mình gắn nắp lại ha. Này là cái màu trắng này. Rồi, chúng ta đã lật được mấy cái góc trắng này lên. Rồi giờ ta đem cái góc trắng xuống thôi. Góc trắng này là vàng xanh. Đem góc đỏ này trước đây. Đây, đem góc đỏ này xuống này. Vậy xuống xuống lên 3 lần. Xuống. Xuống. Lên. Lên không được. 1, 2, 3. Rồi, 1 lần. Xuống. Xuống. Lên. 1, 2, 3. Rồi. Xuống, xuống, lên, lên, 1, 2, 3, đó, xuống, cái góc trắng đỏ. Rồi tiếp, trắng vàng, trắng xanh, à, đây, làm đây, con này thì xuống đây, rồi, mình đưa con này xuống đây trước ha, góc này này, xuống, xuống, lên không được, 1, 2, 3, lên, lên được 1, 2, 3, 1 lần, xuống, xuống, lên, 1, 2, 3, lên, 1, 2, 3, lần nữa, xuống, xuống, lên, lên, đó, rồi, góc này chứ, xuống này luôn, xuống, xuống không được, 1, 2, 3, lên, lên, 1 lần, xuống, 1, 2, 3, xuống, 1, 2, 3, lên, lên, xuống, 3, xuống, 1, 2, 3, lên, lên, đó, vậy chúng ta đã giải xong hai tầng, tầng này và tầng này, chỉ còn tầng cuối thôi. Tầng cuối thì chúng ta sẽ lật, mà này nó lật sẵn rồi. Bây giờ mình lật thì mình vẫn dùng công thức lật bình thường. Ví dụ mình để như vậy. Đây. Mình lật một cái cho bạn xem. Được, lát mình lật lại. Như là F. F không được. Vậy là F không được thì bây giờ đây. 1, 2, 3. F. U. R. Ui. Ri. Phi. Đó. Lật nè. Vậy mình lật lại ha. Cho nó. Đây là cái nằm ngang này. Lật lại cho thành dấu cộng. F không được thì qua đây 3 lần. 1, 2, 3. F, R, U, R không được. 1, 2, 3. U không được thì F, U. 1, 2, 3. Rồi, phi. Phi là F phải đó. Đó. Thì nó lật lên. Đó. Lật thì bạn dùng công thức lật thôi. Thì bạn chọn cái thường là chọn cái mặt để mặt xanh nó nằm bên này. Mình dùng cái mặt vàng hoặc dùng cái mặt đỏ đó. Cái mặt có mũi tên mình làm mặt F thì nó dễ đi hơn. Rồi. Còn nếu mà không được thì bạn đổi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm đúng cạnh. Đúng cạnh có hai cạnh đúng rồi, hai cạnh này sai. Vậy không được. Mình phải chuyển cái đầu đó. Chuyển qua đây để mình làm tiếp. Làm đúng cạnh là dời ba cái cạnh này. Thì dùng R, U, không được, bị dính này thì quay lại.
Đi qua mặt này. R U R không được. 1 2 3 U R U U R 1 2 3. Rồi. Đó, bây giờ có một cạnh này đúng, ba cạnh này sai, vậy mình đem cái cạnh đúng này về đây. Để mình chuyển ba cạnh kia. Cạnh đúng là cạnh vàng ha. R U R 1 2 3. U R U U R 1 2 3. Đó, rồi, chuyển lại. Đúng, 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 đúng. Rồi, chúng ta đã đúng xong cạnh. Đúng cạnh xong rồi chúng ta làm góc thôi. Góc coi cái góc nào đúng rồi. Góc này sai, góc này sai. Góc này sai. Ba góc, bốn góc đều sai hết. Vậy mình làm cho cái góc đúng ha. U R lên. Ui không được, là ta u 3 lần. 1 2 3. L lên. U R xuống không được. 1 2 3. Ui. Ui không được. 1 2 3. L xuống. Xuống không được thì quay lại 1 2 3. Đó. Vậy có góc này đúng rồi. Góc này đúng thì mình đem góc đúng này qua đây, mình chuyển ba góc này. 1 2 3. Đây. Tiếp tục. U R lên. Ui 1 2 3. L lên. U R xuống. 1 2 3. Ui 1 2 3. L xuống. 1 2 3. Rồi, chúng ta quay lại coi đúng chưa. Rồi, đúng hết rồi. Đúng góc hết, giờ ta lật góc thôi. Lật góc thì có hai góc lật, hai góc này đúng rồi. Lật hai góc này. Lật hai góc này thì cái lật lên. À cái này lật lên gì? Cái này lật lên, cái này lật xuống vậy là xong. Lật lên thì chạy cái này trước ha. Đi. Đi ri D R đi ri không được. 1 2 3. D 1 2 3. R. Rồi cái nữa. Đi ri 1 2 3. D 1 2 3. R. Rồi là. Rồi quay lật tiếp góc này. Góc này thì ri đi R D. Ri đi không được. 1 thì là 1 2 3. Ri đi R D 1 2 3. Ri. Để xin lỗi. Ri 1 2 3. Ri đi R D 1 2 3. Rồi chúng ta đã giải xong. Trong trường hợp mà chúng ta làm công thức nó không được do cái mũi tên nào đó thì bạn dùng những cái kiến thức này thôi. Ví dụ như bạn quay xuống mà bạn quay không được do cái mũi tên này kẹt thì bây giờ bạn đổi cái mũi tên này đi. À, bạn dùng cái công thức đổi cạnh, đổi mũi tên này đi để cho nó quay được. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là con lách bốn mặt, có hai mặt này là nó không có mũi tên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.